Cảm ơn anh ba đã dạy cho em biết điều hay lẽ phải. Nhưng bây giờ thì đã quá muộn màng đối với em rồi. Nhưng xin anh ba cho em được một đặc ân cuối cùng. Đồng chí ba nhỏ, đồng chí muốn được đặc ân gì? Dạ, xin anh ba cho em được tự xử bằng chính khẩu súng của mình. Đồng chí ba nhỏ đã phạm nhiều sai lầm, đã nhận tội. Đồng chí sẽ được nhận cái chết xứng đáng. Tôi cho phép đồng chí ba nhỏ được dùng khẩu súng của mình đã gây ra nhiều tội ác để xử tử chính mình. Anh em hãy lấy tôi làm gương, đừng đi theo con đường tội lỗi của tôi. Xin vĩnh biệt anh ba. Vĩnh biệt mọi người. Hẹn kiếp sau, ba nhỏ này sẽ làm đồng chí, đồng đội tốt của anh em. Mày đã đi theo tao nhiều năm rồi mà hôm nay mày phản bội tao hả? Anh ba, xin anh ba hãy cho em đặc ân cuối cùng. Em xin anh ba đó anh ba, giúp em lần cuối đi anh ba. Cho em mượn cây súng của anh. Cảm ơn ông ba. Thank you.
Trời, là công chúa nào mà đẹp dễ sợ vậy ha? Anh ba, chị Thanh Sương, anh chị đến lúc nào mà không cho em biết vậy? Anh phải đến bí mật, để nếu cho Vĩnh ăn hiếp em ý, anh ra tay liền. Trời, anh Vĩnh hiền khô mà anh ba. Em mời anh chị ngồi. Cảm ơn em. Anh Vĩnh sắp về, anh chị khỏe không? Đã lâu lắm rồi, có vật nhau với ai đâu. Mà biết mình khỏe hay yếu, hả thê ký? Uống nước đi. Ôi. À, xin chào. Ủa? Dạ, chào anh. Chào. Sao Đồng đã đến nhà tôi mà? Khỏe không anh ba? Khỏe. Thế nhưng mà đói lắm anh ạ. Bà con bị mất mùa vì lũ sớm. Bọn tay thì lại phong tỏa. Tài chính của mình thì... Tôi vừa đi thị sát các đơn vị về. Anh xem có cách nào không? Mình biết. Mình có chỗ. Nhưng sợ anh em đổ nhiều máu. Ủa, vậy là sao hả anh? Mình có một kho của lớn. Nhưng lấy ra sợ anh em mình hy sinh nhiều. Vì vậy tôi chưa nói để cho ba biết. Kho báu đăng ở đâu? 300 lượng vàng. Trời ơi, 300 lạng. Bạn của mình phải ăn được nửa năm. Cảm ơn anh. Em sẽ làm ngay. Thanh Sương, ta đi thôi. Dạ. Cảm ơn anh. Anh đi. Chào em. Chào anh. Đi nhá. Chào đi. Xin lỗi chị. Vâng, mời chị. À, xin báo chị một tin vui về đồng chí Đội Hiền. À, anh Đội Hiền nhà tôi có tin vui. Vâng. Đồng chí Đội Hiền đã có quyết định bổ nhiệm làm tỉnh đội trưởng tỉnh Quảng Yên chị ạ. À. Trời ơi, anh Hiền, tỉnh đội trưởng. Anh Hiền. Mình, 6 năm rồi mình ơi. Vợ chồng mình xa nhau, không biết đến bao giờ. Em tự hào về anh. Em đi đến phải.
Nhưng vợ chồng mình yêu một người, chúng ta phải chiến đấu đến ngày hoàn toàn. Dù bất cứ mặt trận, em yêu. Đây, cạnh bờ tường này, cách bậc lên xuống đúng 2 mét. Luật sư Nguyễn Thành Vĩnh đã đánh dấu là nơi chôn giấu chiếc hòm sắt đựng gần 300 cây vàng. Đây là số vàng mà luật sư đã bán căn biệt thự để ủng hộ kháng chiến mà chưa mang ra được. Các đồng chí hãy nghĩ cách đi. Báo cáo, theo lệnh của đồng chí, tôi đã điều tra trong khu nhà có gần 60 tên sĩ quan thường xuyên làm việc. Buổi tối vẫn còn khoảng 10 tên còn lại, cộng với 12 tên thường xuyên canh gác ở đây. Bọn chúng đều được đào tạo chính quy, bắn súng và võ thuật rất là tốt. Thế ta đành chịu à? Chị đã cho gọi Henry chưa? Dạ rồi, chắc nó sẽ tới bây giờ. Dạ thưa bà chủ, có cậu Henry tới ạ. Xin mời. Con chào má, cháu chào chú. Cháu vào ngồi đi. Ngồi đi. Nước trà thái đó con, uống đi. Dạ. Trà ngon quá. Chỉ có đến chỗ má yêu mới có trà ngon như thế này. Cho con xin chén nữa. Ừ. À, chú cho gọi con đến hôm nay, đêm hôm thế này, chắc là có chuyện quan trọng. Má Út Vân lại vừa ủng hộ 1.000 đông dương, số tiền rất lớn để nuôi quân. Nhưng hàng ngàn quân như thế vẫn là chưa đủ. Vậy thì con phải làm gì ạ? Lúc này chỉ có con, chỉ có con mới giúp được mọi người. Cứu người hơn cứu hỏa. Chú cứ nói đi ạ. Kể cả nhảy vào lửa, kể cả hy sinh, con cũng sẵn sàng. Xin chú nói đi ạ. Chú Ba Bình và má đã bàn. Con phải cưới Maria. Sao ạ? Tại sao cứ phải là Maria? Thế còn Hoa, yêu duy nhất của con? Không thể nào đâu, chú ba. Con xin, không thể nào. Chúng ta phải đặt lợi ích của quốc gia, của dân tộc lên trên hết. Nếu mình chỉ vì mình, vì một tình yêu, mà để hàng ngàn, hàng vạn các đồng đội của mình phải gục ngã, thì thử hỏi tình yêu kia có đáng được hy sinh không? Vì cách mạng, má cũng phải bỏ cả chồng cả con, trong nhung êm nệm ấm vô đây. Giờ là người tình hờ của Mr. Răng. Má làm như vậy để làm gì? Thôi, con cứ về với tình yêu của con đi. Đi đi. Má, con xin lỗi má. Cháu xin lỗi chú ba. Con đúng là một thằng tầm thường, nhỏ mọn. Con biết lỗi của con rồi. Ma, tha lỗi cho con nhé. Chú ba, cháu xin chú. Con, sắp đến giờ rất lâu rồi. Kìa, vui lên con. Má, con muốn vào trong đó được một lần để xin lỗi cô ấy. Đi, đi theo má.
Mở vào đi. Anh xin em, anh không định. Em hiểu mà, em vẫn yêu em nhất của con. Phải không? Anh chỉ yêu một mình em thôi. Chúng ta cho anh cứu mẹ. Mình cùng nhau chiến đấu. Mình vẫn ở bên nhau mà anh. Có được tình yêu của anh, em tôi sẽ hiểu. Và bạn sẽ được sống. Sau cuộc gặp hôm nay, chúng mình sẽ hơn một phút rồi, chắc má vẫn đang đợi. Nè, nè, nè em ơi. Em đó nha, làm cho anh á, chờ hoài à. Anh bá kỳ quá, tụi em ở trường Đông Khánh, trộn học ra đi chơi nè. Thiệt không? Anh Bảy kêu tụi em tối nay định chơi mà, anh Bảy ở mố rồi anh. Anh là Bảy nè, anh của em nè. Không phải anh sao quá. Anh Bảy xẹo của tụi em muốn bảo tụi em tối nay đến đi đâu ăn chơi mà bỏ tụi em mà đi. Bực quá. Em ơi em bị bỏ thiệt hả? Anh Bảy thiệt là vô tâm. Dạ, mấy đứa bạn em đến
Nó muốn lấy chồng làm cái làm đội. Anh muốn Ủa vậy hả? Em vô đi, tụi anh á là cai đội hết luôn đó. Vô. Cảm ơn anh. Về khách sạn nghe. Ông kiểm tra ở nhà xem có chuyện gì không. Tôi cảm thấy cuộc vui này có gì không được. Tôi cũng cảm thấy dễ thương lắm. Ông kiểm tra đi.
Anh mong chúng ta sẽ sớm có tiệc vui như thế này. Dạ to quá, em không nghe gì đâu. Cô lên á. Các ông đã cho điều tra kỹ về con Việt Minh nguy hiểm này chưa? Dạ rồi, nhưng chưa có kết quả. Nhưng chắc chắn nó là người của biệt động thành. Dạ chào hai ngài. Tình trạng sức khỏe của cô ấy như thế nào rồi? Rất may là cô ấy chỉ bị thương ở đùi và phần mềm, mất máu nhiều nên cô ấy bị ngất đi. Cô ấy đã tỉnh lại. Giờ các ngài có thể vô thăm cô ấy được rồi. Bác sĩ cho tôi vào gặp cô ấy. Mời các ngài. Cô gái, có người tới thăm cô nè. Chào cô bé. Cô còn trẻ. Cô rất đẹp. Tương lai của cô còn dài. Nhà nước Đại Pháp rất trọng dụng những người có chí khí như cô. Nếu như cô cộng tác với chúng tôi. Tên nào chỉ huy cô? Giờ nó ở đâu? Còn Việt Minh này muốn chết à? Hả? Ông Tư à? Cô ấy còn đang yếu. Ông đừng ra tay. Cứ để cho tôi. Tôi được đào tạo khoa tâm lý học. Đã có. Con trai cứ làm đi. Dạ. À, xin lỗi. Các ngài có thể ra ngoài ít phút được không ạ? Đã có. Em à. Đừng. Anh và chú Ba Bình sẽ tìm đủ mọi cách để cứu em. Hoa, anh không thể mất được em. Sẽ rất nguy hiểm. Tổ quốc và đồng đội đang hy vọng vào anh. Nhìn thấy anh, em thấy hạnh phúc lắm rồi. Em nhớ thương mẹ và anh nhiều lắm. Mẹ ơi, lúc nào em cũng mơ thấy mẹ và anh. Hằng đi. Mai này chị thật có gặp mẹ cho cô sâu cửa thăm mẹ nhà anh. Mẹ ơi, em nói gì thế? Anh ra đi kiểu chúng đi. Hoa, em nói gì thế? Ra đi. Tôi muốn gặp ông Tư. Tôi muốn gặp ông Tư. À, ông Tư à. Cô ấy đã đồng ý gặp ông. Cô ấy
chỉ muốn nói chuyện riêng với ông thôi. Cô bé, cô khai đi, tôi nghe đấy. Sao? Người chỉ huy cô là ai? Cô đang ở đâu? Cô đang ở đâu? Là tao. Lạy Chúa tôi, dạ con chào bác ba, con chào cô Tư. Có chuyện gì vậy Út? Dạ bác ba có công văn ạ. Đưa cô xem. Tin gì vậy em? Đọc cho anh nghe đi. Anh ba, tin đặc biệt này. Tin gì? Dạ, ban công tác thành báo cáo đã tiêu diệt được tên thủ hiến Nam Phần Thái Lập Thành và tên tướng thực dân Trang Sân, ủy viên Cộng hòa Pháp, do nhóm của chị Lưu Hồng Cúc thực hiện ở thị xã Sa Đéc. Hay quá. Thế là cả hai tên địch nguy hiểm đã bị diệt. Em phải nhớ làm thủ tục khẩn trương để khen thưởng xứng đáng cho anh em làm công tác đặc biệt này. Dạ, em sẽ báo cho bộ phận khen thưởng làm liền ạ. Công văn gì vậy em? Đọc anh nghe đi. Gì đó em? Bức điện từ ngoài chiến khu Việt Bắc gửi vào. Anh phải ra ngoài Bắc ngay để báo cáo Trung ương. Chào anh ba. Chào Thanh Sương. Chào anh ba. Xin chào. Chào Thanh Sương.
cậu cũng hay tin của tôi à? Hai anh em cũng vừa nhận được tin nên vội đến đây. Các cậu nghĩ sao khi Trung ương gọi tôi ra? Em nghĩ Trung ương đã được anh Hai Trọng báo cáo về việc anh đã thống nhất xong các lực lượng Bình Xuyên, Hòa Hảo, Cao Đài và các bộ đội địa phương thành một mối, rồi xây dựng được 10 đội biệt động thành, xây dựng được thế trận liên hoàn, đánh cho địch luôn về thế bị động, khó mà chống đỡ. Chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của chúng đã bị phá sản. Giờ công việc ở Nam Bộ của anh đã xong. Còn gì nữa? Bác Hồ và Đại tướng đã quyết định mở chiến dịch biên giới để khai thông nước ta với các nước xã hội chủ nghĩa. Có thể Bác Hồ và Đại tướng cần một vị tướng giỏi để chỉ huy chiến dịch quan trọng này. Như vậy, tôi phải chấp hành mệnh lệnh của Trung ương. Tôi sẽ chuẩn bị ra Bắc ngay. Anh ba, anh về Bắc, em theo dưới, thăm lại non sông giống lạc hồng, từ thuở mang hương đi mở cõi, trời nam thương nhớ đất đã thanh long. Anh ba, anh có ra Bắc cho em theo cùng nha. Tạm mình phải kết nghĩa huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Sương, sao em dậy sớm thế? Đêm qua em có ngủ được đâu. Thôi, anh chuẩn bị đi. Mọi người đến chia tay anh bây giờ đấy. Dạ, chào anh ba. Chào anh ba. Chào. Chào cháu. Chào chú. Anh ba, ta muốn khi anh đi ghé qua nhà Tám gặp anh Út Chính ở Tân Nguyên. Ở đó chúng ta liên quan xong, rồi sau đó không đi. Có lẽ không cần đâu. Chào nhé. Anh ba đi mạnh giỏi. Bác bà cẩn thận. Thank you.